Chương 491. Lòng dạ ác độc tới nhường nào? Nhiên Thời Thất lại hít khí lạnh, cảm thấy cả người như bị phủ thêm một tầng xương, lạnh đến rùng mình. Nếu như Ôn Chi Diên thật sự bắt tay với Trang Nhân, chẳng trách sao mấy năm Ôn Tranh sống ở nhà họ Ôn lại khổ cực đến vậy. Cô không biết nhà họ Trang, nhưng theo anh Tư nói lúc nãy thì bọn họ đã từng tẩy trắng rồi. Bản thân hai chữ tẩy trắng này mang theo quá nhiều uẩn khúc tối tăm. Nếu như Trang Nhân thật sự đứng sau lưng thêm dầu vào lửa, thì cô nên đáp lễ bà ta thế nào đây? Không ngờ nhà họ Ôn luôn tự xưng là dòng dõi Nho gia, mà bên trong cũng thối nát đến vậy. Em đừng nôn nóng, nếu muốn đòi lại công bằng cho Ôn Tranh thì em có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tần Bách Duật nâng gương mặt của Nhiên Thời Thất lên, chậm rãi vuốt ve làn da lạnh như băng của cô. Anh vừa nói hết câu đã lại ghì cô vào trong ngực, đau lòng vỗ lưng cô. Tối nay em mệt lắm rồi phải không? Nhiên Thời Thất tựa lên đầu vai anh, chậm rãi khép đôi mắt sũng nước, đáy mắt tràn đầy sự mệt mỏi. Vâng, ba mẹ em đâu rồi? Khi xưng hô như thế này một lần nữa, giọng nói của cô đã có nhiều xa cách. Tối nay cô mất đi ba mẹ, lại suýt chút nữa đã mất luôn cả Ôn Tranh. Nhiều món nợ như vậy phải lần lượt thanh toán từng cái một. Ở nhà họ Ôn có vệ sĩ canh chừng. Trước khi em và Ôn Tranh đưa ra quyết định thì bọn họ không thể đi đâu được. Nhiên Thời Thất gật đầu nhưng không hề có chút cảm thông, bởi vì đây là bọn họ tự làm tự chịu. Hai người ôm nhau một lát, Nhiên Thời Thất mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô ngả người ra sau, nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm tối tăm của anh. Tại sao phổi của Ôn Tranh lại bị ứ nước? Ánh sáng âm u lóe lên trong mắt Tần Bách Duật. Anh trầm mặc một thoáng, dù không đành lòng nhưng anh vẫn chọn không giấu giếm cô. Sau khi đánh Ôn Tranh bị thương, bọn họ lại buộc tảng đá lên người cô ấy, rồi nhấn chìm xuống hồ. Là Lôi Duệ Tu cứu cô ấy lên, sau đó liên lạc với anh. Suy nghĩ rất lâu mới đưa cô ấy trở về nhà họ Ôn. Vừa nghe thấy vậy, hai chân Nhiên Thời Thất như nhũn ra, hơi thở cũng run rẩy theo. Cô mấp máy môi nhưng không phát ra được âm thanh nào. Khóe mắt cô lập tức chứa đầy ánh nước, lạnh lùng và thù hận đan xen nhau. Lòng dạ độc ác đến nhường nào mới muốn dồn Ôn Tranh vào chỗ chết. Tần Bách Duật thấy cô sốc như vậy thì đau lòng ôm lấy cô, tiếp tục nói. Ngày Ôn Tranh mất tích, Lôi Duệ Tu vẫn đi theo cô ấy. Sau đó trong bữa tiệc rượu, anh ta đã liên lạc với anh, nói rằng Ôn Tranh khăng khăng muốn về nhà họ Ôn, cho nên anh đã sắp xếp cho Ôn Tranh gặp mặt dì Hoa trước. Thì ra là như vậy. Thảo nào từ khi bữa tiệc bắt đầu, dì Hoa làm như vô tình giới thiệu cô cho người nhà họ Ôn biết, cũng như vững vàng như núi ở sảnh sau như vậy. Bà biết hết mọi chuyện, nhưng lấy lập trường kiên định nhất để âm thầm giúp đỡ cô và Ôn Tranh. Bác cả xuất giá nhiều năm, bà chủ quản lý của nhà họ Kiều này lại là người có tình người nhất trong toàn bộ nhà họ Ôn. Trong mũi Nghiên Thời Thất cay cay, đôi mắt trong veo đã ngập tràn nước, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa rơi xuống giọt nào. Khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề, nhưng Ôn Tranh làm cô quá đau lòng. Chị ấy khăng khăng muốn về nhà họ Ôn, không phải là muốn đòi lại danh phận cho mình, thậm chí cô còn cho rằng chuyện vạch trần Ôn Chi Diên cũng không phải là ưu tiên trong dự tính của chị ấy. Ôn Tranh cũng đã chịu đựng được nhiều năm như vậy rồi, làm sao có thể sẽ nóng lòng trong bữa tiệc này chứ? Nhiên Thời Thất rủ mắt xuống, hai bàn tay đặt bên người siết lại thật chặt, cho thấy cô đang kiềm chế cực độ. Tần Bách Duật nhìn thấy toàn bộ những biểu hiện này, bèn kéo lấy tay cô, nhẹ nhàng tách ngón tay cô ra. Khi nhìn thấy trong lòng bàn tay đã bị chính móng tay cô đâm bầm tím, thì anh lập tức mím môi xoa cho cô, dùng giọng nói trầm thấp xoa dịu nỗi đau khổ của cô. Mọi chuyện đều chưa muộn, cho dù em muốn làm gì thì anh cũng ủng hộ em. Nhiên Thời Thất ngước mắt lên, lập tức chạm vào đôi mắt thâm tình như biển cả của Tần Bách Duật. Cô hít mũi, nghẹn ngào nói. Nếu như em muốn Ôn Chi Diên và nhà họ Trang phải trả lại gấp 10 lần thì sao? 10 lần à? Tần Bách Duật cong môi khẽ cười, hôn lên môi cô, rồi mới kề sát bên tai cô dịu dàng nói. Quá nhẹ.
Dù trong lòng biết rõ anh đang vỗ về mình, nhưng Nghiên Thời Thất vẫn không kiềm chế được nhếch khóe môi lên. Đúng vậy, 10 lần quá nhẹ. Một tiếng sau, ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Ôn Tranh được đẩy ra ngoài, Lôi Duệ Tu vẫn luôn đứng ngoài cửa, là người tiến lên đầu tiên. Bác sĩ phẫu thuật chính kéo khẩu trang xuống, nhìn lướt qua những người khác rồi sau đó mới nói với Lôi Duệ Tu. Bệnh nhân không sao, vết thương bị rách ở sau lưng đã khâu lại lần nữa. Vết thương đâm qua eo thì khá phức tạp, nhưng không tổn thương tới nội tạng. Cũng xem là vô cùng may mắn. Còn phổi bị ứ nước, đã được xử lý để hút nước ra. Chỉ cần điều trị tốt thì sẽ không phải là vấn đề lớn. Hai bàn tay Lôi Duệ Tu chắp sau lưng đang siết chặt thành nắm đấm từ từ thả lỏng. Giọng nói anh vô cùng bình thản. Làm phiền bác sĩ rồi. Bác sĩ phẫu thuật chính duỗi tay, vân vê khẩu trang, cười trêu chọc. Phiền toái thì không tính, nợ tôi một ân huệ là được. Có thể nhìn ra được bọn họ quen nhau. Bác sĩ phẫu thuật chính trò chuyện mấy câu với Lôi Duệ Tu, Ôn Tranh cũng được đẩy ra ngoài. Sau đó Nghiên Thời Thất mới biết bệnh viện tư nhân này là của nhà họ Lôi ở Nam Hải. Trong phòng chăm sóc VIP đặc biệt, Ôn Tranh còn chưa tỉnh lại. Hai mắt cô nhắm nghiền, màu môi nhợt nhạt, hơi thở rất yếu ớt, khiến người ta vừa nhìn đã đau nhói lòng. Nghiên Thời Thất ngồi trước giường bệnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Ôn Tranh. Cô không nhìn vết thương của chị ấy, sợ mình không chịu đựng được, sẽ vọt tới nhà họ Ôn mắng chửi Ôn Chi Diên. Cùng tuổi với nhau nhưng cô không sao hiểu được. Rốt cuộc là lòng dạ phải độc ác tới nhường nào mới có thể ra tay độc ác với chị gái của mình như vậy. Cho dù không phải là ruột thịt thì cũng từng sống với nhau gần 20 năm dưới một mái nhà. Hóa ra lòng người thật sự có thể thối nát độc địa đến như vậy. Trong phòng bệnh, Tần Bách Noãn đứng sau lưng Nghiên Thời Thất. Ánh mắt chị vẫn luôn quan sát Ôn Tranh đang nằm trên giường bệnh, rồi thỉnh thoảng lại nhìn về phía Nghiên Thời Thất. Khi chị và Lãnh Dịch Trì ở bên nhau, Ôn Tranh đã qua đời, là cô gái vẫn sống trong ký ức của mọi người. Hôm nay, cô bé ấy còn sống, thậm chí còn giống Tiểu Thất như đúc. Tuy chị không hiểu rõ được những uẩn khúc phức tạp trong chuyện này, nhưng chị biết nhà họ Ôn sẽ không bình yên như ngày xưa nữa. Bên ngoài phòng bệnh, Lãnh Dịch Trì và Lãnh Dịch Diêm đứng bên cạnh ô cửa sổ thủy tinh. Anh đưa mắt nhìn gương mặt tiểu tụy của Lãnh Dịch Diêm, lại nhìn thấy tay cậu ta rõ ràng đã nắm lên chốt cửa, rồi mà vẫn không mở ra. Anh khẽ thở dài, giọng điệu khuyên nhủ. Chú đứng ở nơi này cũng chẳng lợi ích gì. Có lẽ tối nay em ấy vẫn chưa tỉnh lại được đâu. Nếu không thì vào xem thử. Hoặc là... Anh, cô ấy có quan hệ gì với người đàn ông đó? Giọng nói của Lãnh Dịch Diêm khàn khàn, giống như dây đàn bị rỉ sét. Cậu ta nhẫn nhịn đến cực độ, nhưng vẫn không thể buông bỏ chấp niệm trong lòng. Câu hỏi này khiến Lãnh Dịch Trì sững sờ, bởi vì đến tận bây giờ anh cũng không hiểu tường tận quan hệ giữa Duệ Tu và Ôn Tranh. Lãnh Dịch Trì không trả lời mà đi tới bên cạnh cửa sổ, cặp mắt sâu thẳm nhìn một góc công viên bên ngoài. Dưới ánh đèn vàng tỏ nơi đó, có hai bóng người đứng lặng dưới bóng cây loang lổ, là Lôi Duệ Tu và Tần Bách Duật. Lãnh Dịch Trì trầm mặc mấy giây. Đợi Duệ Tu trở về, anh sẽ hỏi thử xem. Lời này đúng là tự lừa mình dối người. Lãnh Dịch Diêm không ngốc, mà mỗi một người đang có mặt ở đây đều không ngốc. Ngay từ giây phút đầu tiên, người đàn ông cao lớn đó bế Ôn Tranh xuất hiện, thì bọn họ cũng đã phát hiện. Anh ta rõ ràng có ham muốn chiếm hữu không thể nghi ngờ với Ôn Tranh. Một buổi tối này đã định trước là một đêm không ngủ. Bên cạnh con đường vườn hoa bệnh viện Hối Nhân, lá sụng xào xạc, cành cây bị gió thổi chĩu xuống. Trong ánh sáng mờ nhạt loang lổ dưới đất, có hai chấm đỏ lúc ẩn lúc hiện. Lôi Duệ Tu và Tần Bách Duật đứng đối diện nhau. Trong tay mỗi người đều kẹp điếu thuốc. Khói trắng được phả ra từ bờ môi mỏng, rồi chậm rãi hòa tan vào trong bóng đêm. Lần này, cảm ơn cậu. Lôi Duệ Tu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh ta nhìn thẳng vào người đàn ông chín chắn, cao ngạo trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng và khâm phục. Anh không biết nhiều về cậu tư nhà họ Tần, nhưng chỉ cần hỏi qua là biết. Ẩn dưới diện mạo khiêm tốn là sự kiêu ngạo lạnh lùng,
không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng Lôi Duệ Tu lại không ngờ anh lại ra mặt giúp đỡ Ôn Tranh. Có lẽ là bởi vì Nghiên Thời Thất. Tần Bách Duật đưa điếu thuốc đến bên khóe miệng, rít một hơi rồi lạnh nhạt nói. Không cần, tôi không giúp anh. Quả nhiên là vậy. Lôi Duệ Tu thản nhiên gật đầu. Tôi biết, nhưng nhà họ Lôi sẽ luôn ghi nhớ ân huệ này. Hai người nhìn nhau, Tần Bách Duật khẽ nhướng hàng chân mày rậm lên. Nghe nói, mỗi một người vợ của người thừa kế nhà họ Lôi ở Nam Hải đều được lựa chọn rất kỹ càng. Anh chắc chắn được bao nhiêu phần để Ôn Tranh lọt được vào mắt người nhà họ Lôi? Lôi Duệ Tu kinh ngạc mất mấy giây vì câu nói của Tần Bách Duật. Mạng lưới tin tức của cậu tư nhà họ Tần quả thật không hề tầm thường. Ngay cả điều kiện lựa chọn bà chủ của nhà họ Lôi ở Nam Hải đã ở ẩn nhiều năm mà cũng có thể moi ra được. Ánh mắt thâm sâu của Lôi Duệ Tu nhìn thẳng vào Tần Bách Duật. Một lúc lâu sau, anh hơi gảy tàn thuốc. Không nói chắc chắn được. Nếu như người nhà họ Lôi không thích thì đổi một người thừa kế khác là được rồi. Cậu lo nhà họ Lôi sẽ gây khó dễ cho Ôn Tranh sao? Nói xong, anh lại thấy Tần Bách Duật chậm rãi lắc đầu, cặp mắt đen sâu lắng nhìn lên màn trời tối tăm. Nếu như Ôn Tranh đau lòng thì người phụ nữ của tôi cũng sẽ khó chịu. Cho nên, bảo vệ Ôn Tranh cho tốt. Xem như anh đã trả được ân huệ này rồi. Lôi Duệ Tu làm sao tiếp lời đây? Lời nói này của Tần Bách Duật khiến ấn tượng của Lôi Duệ Tu dành cho Tần Bách Duật lại càng sâu sắc hơn. Cuộc trò chuyện của hai người chỉ kéo dài trong thời gian hút hai điếu thuốc rồi họ trở về phòng bệnh. Bên ngoài cửa phòng chỉ có một mình Lãnh Dịch Trì đứng đó. Lôi Duệ Tu nhìn xuyên qua ô kính. Lôi Duệ Tu nhìn xuyên qua ô kính cửa sổ, thấy được một cảnh tượng. Trước giường bệnh, Ôn Tranh vẫn nhắm nghiền mắt, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đứng ở một bên. Còn Lãnh Dịch Diêm thì ngồi trên ghế, nắm lấy ngón tay Ôn Tranh, vành mắt đỏ ửng đang tự lẩm bẩm gì đó. Lôi Duệ Tu không nghe thấy cậu ta đang nói gì cả, nhưng cùng là đàn ông, anh có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm bị kìm nén của Lãnh Dịch Diêm dành cho Ôn Tranh. Lãnh Dịch Trì nhìn thấy hai người trở về thì lơ đãng say thái dương. Duệ Tu, cậu và Tranh Tranh là như thế nào vậy? Người phụ nữ của tôi. Giọng nói của Lôi Duệ Tu thản nhiên nhưng rất kiên định. Con bà nó. Lãnh Dịch Trì càng buồn bực vào đầu. Chuyện đã bao lâu rồi? Không phải hai người gặp nhau lần đầu ở cục cảnh sát lần trước sao? Anh thoáng nhớ lại. Lần đó hai người còn chẳng nói với nhau câu nào. Mới chỉ có bao lâu mà Ôn Tranh đã trở thành người phụ nữ của Lôi Duệ Tu rồi. Không phải, trước đó bọn tôi đã gặp nhau rồi. Lôi Duệ Tu không giải thích nhiều, nhưng từ ánh mắt sâu thẳm lại nghiêm túc của anh, Lãnh Dịch Trì thấy rất rõ anh không nói đùa. Lãnh Dịch Trì vô thức nhìn sang Tần Bách Duật. Chú Tư, chú cũng biết từ lâu rồi sao? Tần Bách Duật bình tĩnh nhìn Lãnh Dịch Trì bằng ánh mắt sâu xa. Sớm hơn anh mấy tiếng. À, nếu là vậy thì trong lòng anh còn có thể cân bằng một chút. Người anh em tốt, ở cùng ký túc xá đại học và em trai ruột của mình yêu cùng một người phụ nữ. Mẹ nói chứ, tình tiết máu chó này là do ai sắp đặt đây? Anh không biết nên đối mặt với hai người này thế nào nữa. Có phải Trung và Nghĩa đã định trước là không thể tồn tại cùng nhau hay không? Trong suốt thời gian này, Lãnh Dịch Diêm vẫn luôn ngồi bên cạnh Ôn Tranh. Cậu ta không dám cử động quá mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô, rồi thì thầm kể lại những chuyện vui vẻ khi họ còn bé. Kể từ những chuyện cách đây rất lâu, khi bắt đầu có ký ức, cho đến những chuyện trong 5 năm mất cô, cậu ta đã sống như thế nào? Động tác của cậu ta rất dè dặt, giọng nói chốc chốc lại run rẩy, ngồi trước giường bệnh nhìn cô gái mà mình đã thầm yêu rất nhiều năm, mong đợi cô ấy mở mắt ra cho mình một lời đáp quen thuộc. Nhưng cậu ta lại rất sợ. Có lẽ sau khi trở về, Ôn Tranh sẽ không cùng cậu ta tạo ra những hồi ức chỉ thuộc về hai người họ nữa. Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh thấy ánh sáng trong mắt Lãnh Dịch Diêm, giọng nói ôn tồn thủ thỉ, trò chuyện mà không đành lòng quấy rầy. Bèn xoay người kéo Tần Bách Noãn rời khỏi phòng bệnh.
Trước khi Ôn Tranh chưa tỉnh lại thì không ai biết được sự lựa chọn của cô. Với Lãnh Dịch Diêm mà nói, Ôn Tranh là bạn thanh mai trúc mã. Với Lôi Duệ Tu mà nói, Ôn Tranh là cô chủ tương lai của nhà họ Lôi ở Nam Hải. Tình cảnh nhiều vướng mắc như vậy, đã định trước sẽ có một người phải thất vọng rút lui. Nhưng trong lòng Nghiên Thời Thất, dù thế nào, cô sẽ vẫn luôn tôn trọng quyết định của Ôn Tranh. Đêm đã khuya, bầu trời âm u như nhuốm mực. Không ai trong bọn họ rời đi, mọi người đều đang chờ Ôn Tranh tỉnh lại. Đêm hôm nay, Lôi Duệ Tu đặt hai phòng VIP đặc biệt ở bên cạnh cho tất cả mọi người nghỉ ngơi và chờ đợi. Một đêm không yên tĩnh trải dài từ bệnh viện Hối Nhân đến nhà họ Ôn ở Đế Kinh. Trong tứ hợp viện, sau khi tất cả mọi người đã rời đi thì cũng đã sắp 9 giờ. Ôn Dùng Lễ vẫn luôn ngồi im lặng ở phòng sau, trong đôi mắt vốn luôn sáng quắc, giờ cũng u ám không chút tinh thần. Ôn Tĩnh Nho và Trang Nhân bị đuổi ra khỏi nhà tổ, nhà họ Ôn. Ông Nghiên và bà Liên được xếp ở trong căn phòng phía tây của nhà họ. Vào giờ phút này, bác Lệ lấy một bàn cờ từ trên chiếc kệ cổ, quay lại đặt trước bàn vuông, trêu chọc Ôn Dùng Lễ. Thôi nào, nhân lúc tâm trạng ông không được tốt, để tôi sát phạt ông mấy ván đi. Ôn Dùng Lễ tì hai tay lên tay vịn ghế nghiêm túc, nhìn bác Lệ rồi bật cười. Cái ông này, đến nước này rồi mà còn không quên nói móc tôi. Ông Ôn à? Động tác cầm quân cờ của bác Lệ khẽ khựng lại, rồi đặt nó xuống một ô vuông chữ thập trên bàn cờ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Theo tôi thấy thì mấy năm gần đây, nhà họ Ôn của ông trông thì yên ả, nhưng thật sự đã sớm có ung nhọt rồi. Ôn Dùng Lễ xoay người, nhặt một quân cờ trắng từ trong hộp lên, nhìn chằm chằm bác Lệ nói. Ý ông là sao? Bác Lệ thấy động tác nắm cờ của Ôn Dùng Lễ thì lắc đầu cười, trong mắt chất chứa đủ loại cay đắng của nhân tình thế thái. Nhà các ông quá đè nặng học thức, quá xem trọng lễ nghi, cuối cùng lại quên phải giáo dục nhân cách thế nào. Bốn chữ giáo dục nhân cách này đập vào tai Ôn Dùng Lễ khiến đầu ngón tay ông run lên. Quân cờ rơi xuống bàn cờ, phát ra tiếng cạch, chói tai. Bác Lệ quan sát sắc mặt của ông, thấy ánh mắt ông thoáng mờ đi thì khẽ thở dài. Vợ chồng thằng cả nhà ông vừa rồi nhất định đã làm con bé Tranh và Nghiên Thời Thất đó đau lòng rồi. Mấy năm nay, nhà họ Ôn các ông luôn yêu thương cưng chiều con bé Chi Diên quá mức. Là do con bé thi đậu trường đại học, là do con bé đạt được mấy thành tích trong thi đua, hay là con cháu xuất sắc là biểu tượng cho sự hưng thịnh của gia tộc ông? Ông Ôn à, từ trước tới nay, các ông giữ một chén nước, nhưng vẫn chưa từng cầm đến cái bình. 5 năm trước, con bé Tranh gặp tai nạn, nhưng tới bây giờ mới chịu xuất hiện. Vụ tai nạn xe năm đó có rất nhiều điểm kỳ lạ. Con bé có thể sống sót thì chắc chắn cũng là thoát chết trong gang tấc. Nhưng ông nhìn vợ chồng thằng cả nhà ông đi. Chuyện đã đến nước này mà còn bênh vực con bé Chi Diên, làm cho người ta thất vọng đau khổ biết bao nhiêu. Con bé Tranh không có mặt nào nổi trội, nhưng con cháu nhà mình dù không xuất sắc cũng không thể thiên vị quá mức như thế được. Thế nhưng tôi chỉ là người ngoài, cũng không ngờ tối nay lại chứng kiến phải cảnh này. Không nói chuyện khác, chỉ có Tiểu Hoa nhà ông là người sáng suốt nhất thôi. Ôn Dùng Lễ tựa như một cành cây khô, ngón tay đầy nếp nhăn vẫn còn sững lại trên bàn cờ. Nhưng bên tai văng vẳng lời khuyên nhủ chân tình từ ông bạn già đã thân hơn nửa đời người này. Có lẽ đã đến lúc ông nên ra mặt, quét sạch mối mọt trong nhà họ Ôn rồi. 6 giờ sáng ngày hôm sau, Ôn Tranh tỉnh lại. Là do đau nên cô mới tỉnh lại. Thuốc tê đã hết tác dụng, khiến cho vết thương sau lưng bỏng rát như thiêu đốt, trên eo cũng đau nhói. Cô cố gắng hít thở gấp gáp, giật giật ngón tay. Sau khi ý thức được dần tỉnh táo lại, cô lập tức nghe thấy tiếng tít tít vang lên từ máy theo dõi nhịp tim. Cô mới vừa nhúc nhích thì người tựa bên mép giường cũng tỉnh lại theo. Gò má trông nghiêng có vẻ hơi tiểu tụy, nhưng vẫn không làm giảm đi nét anh tuấn.
là Lôi Duệ Tu. Anh đã ở bên cạnh cô suốt đêm. Trên tủ đầu giường còn đặt mấy cục bông gòn đã dùng và ly nước, là dùng để thấm môi cho cô. Ôn Tranh chạm phải đôi mắt vằn tơ máu của anh, vô thức chớp chớp mắt, bờ môi mấp máy, nhưng cổ họng đau rát khiến cô không thể nào phát ra âm thanh được. Lôi Duệ Tu vẫn còn mặc bộ quần âu và áo sơ mi ngày hôm qua. Cổ áo mở ba cúc, tay áo vén lên trên khuỷu tay. Anh vừa nhìn thấy Ôn Tranh yếu ớt mở mắt ra thì lập tức nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng hỏi bên tai cô. Có phải vết thương lại đau không? Hơi thở của anh phả lên cổ Ôn Tranh khiến cô khẽ cựa người. Không nói được nên chỉ đánh nhăn mày, trừng mắt nhìn anh thôi. Rất đau. Có lẽ là lúc cô đứng bật dậy, đạp Ôn Chi Diên tối hôm qua đã làm rách vết thương sau lưng. Những chuyện sau đó cô cũng đã mất hết ấn tượng. Lôi Duệ Tu áp bàn tay khô ráo lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Sau đó mới thuần thục lấy ống hút từ trên tủ đầu giường cắm vào ly nước. Em uống chút nước trước đi, anh đi gọi y tá tiêm thuốc giảm đau thêm cho em. Ôn Tranh chậm rãi rủ mi mắt xuống, nhẹ nhàng cắn ống hút, uống được một ngụm, liền không có chút sức lực nào. Còn uống nữa không? Lôi Duệ Tu nâng ly giữ ấm, nhiệt độ cũng vừa phải. Ôn Tranh lắc đầu, ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Cô còn muốn ngủ tiếp, nhưng trên người rất đau. Lôi Duệ Tu đặt ly nước xuống, sờ lên gò má cô, rồi nghiêng người, hôn lên môi cô. Nằm đây một lúc đi, anh đi một lát sẽ về ngay. Anh đứng dậy sải bước rời khỏi phòng bệnh, còn Ôn Tranh thì đỏ mặt nằm trên giường. Cô vừa mệt lại vừa đau nên không thể nói được câu nào. Nếu không cô nhất định đã chất vấn anh. Ai đồng ý làm cô chủ nhà họ Lôi ở Nam Hải chứ? Lời nói của người đàn ông này lúc tối hôm qua thật là ngang ngược. Cũng thật là mê hoặc lòng người. Chưa tới nửa giờ sau, người trong mấy phòng bên cạnh khác cũng đi tới. Nghiên Thời Thất vừa vào cửa, đã bước nhanh tới trước mặt Ôn Tranh, vành mắt ửng hoe, khóe môi mím chặt. Cô nghẹn ngào mấy giây rồi mới nói. Chị! Cô nói xong đã xoay mặt đi lau khóe mắt. Ngón trỏ của Ôn Tranh còn kẹp máy móc, vừa nhìn thấy Nghiên Thời Thất như muốn khóc tới nơi thì yếu ớt nói một câu. Tiểu Thất đừng khóc, chị không sao đâu. Nghiên Thời Thất gật đầu nhưng chóp mũi vẫn nóng lên khiến cô không thể dừng dụi mắt. Lúc này, cửa phòng bệnh bất thình lình bị đẩy ra. Không khống chế được lực đẩy nên tay nắm cửa đập vào vách tường, đập mạnh đến váng cả tai. Ôn Tranh nhíu trán, chậm rãi nhìn về phía phát ra tiếng động. Trong tầm mắt cô là Lãnh Dịch Diêm, trẻ trung anh tuấn lịch lãm, vẫn còn mặc chiếc áo đuôi tôm hôm qua. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, một bình tĩnh, một run rẩy. Nhưng chỉ chốc lát sau, khóe miệng Ôn Tranh đã khẽ cong lên để lộ nụ cười yếu ớt, gọi một cái tên đã lâu không được gọi. Dịch Diêm. Yết hầu của Lãnh Dịch Diêm nhấp nhô không ngừng. Cậu ta đứng ngay cửa trong phạm vi tầm mắt của cô. Bên tai lại nghe thấy cái tên đã quen thuộc đến tận xương tủy từ thuở thiếu thời. Trong lòng cậu ta đau ê ẩm. Cậu ta hít thở dồn dập. Cuối cùng cũng đón được ánh mắt của cô. Trong lòng dấy lên đủ loại cảm xúc. Kích động, vỡ òa, nhẫn nhịn. Một giây kế tiếp, Lãnh Dịch Diêm không khống chế được đã xoay người, chạy ra khỏi phòng bệnh. Cậu ta đứng trong hành lang, nện một cú đấm lên vách tường. Sau đó dùng một tay che mắt, mấy giọt lệ trượt từ ngón tay xuống. Tranh Tranh tỉnh rồi, gọi tên của cậu ta. Cậu ta không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn không kiềm chế được mà rơi lệ. Lãnh Dịch Diêm dùng một tay che mắt, chống khuỷu tay lên mặt tường, vùi trán vào cánh tay, cảm xúc bị kìm nén quá lâu, cuối cùng sụp đổ, vỡ òa ra khi đột nhiên nghe thấy Ôn Tranh gọi tên mình. Sau lưng cậu ta là ánh nắng mùa thu rực rỡ ngoài cửa sổ. Nhưng không cách nào xua tan nỗi đau và tình cảnh khó lòng kiềm chế vẫn dai dẳng trong lòng cậu ta. Tiếng bước chân vang lên bên tai, Lãnh Dịch Diêm cho rằng đó là anh cả nhà mình. Nên dùng lòng bàn tay xoa loạn trên mặt. Chỉ là khi ngước mắt lên thì cậu ta lại chạm vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của đối phương.
Cậu ta thoáng sửng sốt rồi tránh ánh mắt đi. Đàn ông kiêng kỵ nhất là thể hiện sự yếu đuối trước mặt kẻ địch. Lãnh Dịch Diêm không ngờ người đàn ông đi đến cạnh mình lại là Lôi Duệ Tu. Cổ họng cậu ta thoáng nghẹn lại. Cậu ta đưa tay vuốt mái tóc rối trên đỉnh đầu ra sau gáy. Sau khi bình ổn cảm xúc mới tiếp tục đối mặt với đôi mắt âm u của Lôi Duệ Tu, cười khẩy một tiếng. Sao thế? Cố ý đến chế nhạo tôi à? Lôi Duệ Tu không trả lời, lơ đãng nhíu hàng mày rậm. Anh đứng trước mặt Lãnh Dịch Diêm, đút một tay vào túi quần, không vạch trần nỗi thống khổ của cậu ta. Anh trầm mặc 2 giây rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Vào trong đi, cô ấy đang chờ cậu. Dứt lời, Lôi Duệ Tu không nhìn đến nét mặt kinh ngạc của Lãnh Dịch Diêm, dạo bước về phía bàn y tá trước ánh mắt chết sững của cậu ta. Người đàn ông này là bạn từ nhỏ của Ôn Tranh. Anh không có tư cách ngăn cản họ gặp nhau, càng không nên hẹp hòi chế giễu tình cảm chân thật, bộc phát của cậu ta. Đàn ông yếu đuối vì phụ nữ không phải là chuyện mất mặt. Lãnh Dịch Diêm thấy rất khó tin, những lời độc địa của mình lại nhận về một câu thờ ơ bình thản của đối phương. Cậu ta bỗng cảm thấy bản thân thần nực cười. Vào khoảnh khắc vừa rồi, khí chất của người đàn ông này làm cậu ta cảm thấy mình chưa chiến đấu đã thất bại. Bình tĩnh thêm vài phút, Lãnh Dịch Diêm lại quay trở về phòng bệnh. Đôi mắt của cậu ta dịu dàng, ngời sáng. Vài lọn tóc lộn xộn, rủ trước trán càng làm tăng thêm vẻ bất cần, bướng bỉnh. Mọi người đang nần ná trước giường bệnh, nhìn thấy cậu ta bèn vội vã nhường đường. Dịch Diêm. Ôn Tranh đã hồi phục được một chút, buột miệng gọi cậu ta một lần nữa. Yết hầu của Lãnh Dịch Diêm nhấp nhô, hai tay đút túi khẽ cười với cô. Nếu không nghe thấy cậu gọi tên tôi còn tưởng cậu mất trí nhớ rồi chứ. Không có chuyện gì thì sao mấy năm rồi không quay về thăm nhau? Rốt cuộc cậu ta vẫn không dám thể hiện quá nhiều trước mặt Ôn Tranh. Tình cảm từng được chôn sâu tận đáy lòng, cho dù gặp lại, cũng phải cẩn thận che giấu, sợ cô nhìn ra chút manh mối. Ôn Tranh mấp máy khóe môi nứt nẻ, giọng nói hơi yếu ớt, từ từ thở hắt ra rồi cười trêu chọc. Cậu cứ coi như tôi mất trí nhớ đi. Hứ. Lãnh Dịch Diêm hất cằm, mím cặp môi mỏng. Chờ cậu khỏi bệnh thì đến võ quán đấu một trận judo tử tế. Sao nào? Nếu cậu thua, tôi muốn nghe lời nói thật. Được. Lãnh Dịch Diêm cất giấu hết thảy yêu thương, đứng trước mặt Ôn Tranh giống như 5 năm trước. Giọng nói nhẹ bẫng, bỡn cợt với cô. Trong khoảnh khắc đó, chỉ mình cậu ta biết lưng áo đã ướt đẫm một mảng. Không lâu sau vì mệt mỏi nên Ôn Tranh dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhân thời thất tiến lên, rém gọn góc chăn cho cô, thấy cô ngủ sâu mới đi ra cửa. Dùng ngón trỏ và ngón giữa tạo thành ký hiệu ra ngoài với những người khác. Trong hành lang, Tần Bách Noãn mệt mỏi tựa lên bả vai Lãnh Dịch Trì. Dù chưa nguôi giận, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc chị coi anh như một cây cột để dựa. Nhân Thời Thất và Tần Bách Duật đứng bên cạnh, chán cô giãn ra, nhìn Tần Bách Noãn rồi nói. Chị ba, hai người cũng vất vả cả đêm rồi, chị và anh rể về trước nghỉ ngơi đi. Tần Bách Noãn liếc Lãnh Dịch Trì, ngẫm nghĩ kỹ rồi gật đầu đồng ý. Không ngoan cố nữa. Được, vậy anh chị về trước. Buổi chiều có thời gian, anh chị lại đến. Dù sao, giường ở bệnh viện cũng không êm như ở nhà. Tần Bách Noãn ngủ mấy tiếng trong phòng bệnh. Lúc này cảm thấy cả người ê ẩm, rất khó chịu. Lãnh Dịch Trì xót vợ, rủ mắt nhìn gương mặt đượm vẻ mệt mỏi của vợ, siết chặt tay ôm chị. Anh nhìn về phía Lãnh Dịch Diêm, luôn cúi gằm mặt ở cạnh. Đáy mắt có vẻ hơi khó xử, nhưng vẫn lên tiếng. Dịch Diêm, em cùng về cùng anh đi. Cậu em trai của anh trước đó đã vỡ òa cảm xúc đến như vậy, mà khi đứng trước mặt Ôn Tranh lại trở về là một công tử phóng khoáng bất cần. Đôi lúc anh nghĩ, rốt cuộc là nó che giấu quá giỏi hay do mắt mình vụng về không phân biệt rõ ràng. Rõ ràng Dịch Diêm và Ôn Chi Diên có hôn ước, nhưng nó lại yêu Ôn Tranh. Chuyện này bắt đầu từ bao giờ? Ngay cả thích cũng không dám thốt nên lời. Thì dùng cái gì để giành lấy Ôn Tranh? Trái tim Lãnh Dịch Trì vừa rối loạn vừa xót xa. Bệnh tình của Ôn Tranh chắc chắn không thể bình phục trong vòng vài ngày. Thay vì để Dịch Diêm âu sầu ở đây,
chỉ bằng đưa cậu ta về nhà tâm sự cho thấu đáo, nhân tiện tìm hiểu rõ suy nghĩ thật sự trong lòng cậu ta. Lúc này, Lãnh Dịch Diêm nghe anh trai nói thì hơi chần chừ, giống như không muốn rời đi. Đang lưỡng lự thì liếc mắt trông thấy Lôi Duệ Tu từ bàn y tá quay về. Cậu ta mím mạnh môi, lạnh lùng gật đầu, sau đó đi về phía thang máy trước. Trên đường đi, đối mặt với Lôi Duệ Tu, cậu ta chỉ liếc một cái rồi cụp mắt lướt qua người anh. Lãnh Dịch Trì nhìn bóng lưng quật cường của Dịch Diêm mà bất lực lắc đầu thở dài. Anh lại nhìn về phía vợ chồng Nghiên Thời Thất, lên tiếng đề nghị. Hay là hai em cũng về đi, Duệ Tu chắc chắn sẽ luôn ở lại đây. Hai đứa về nghỉ ngơi xong rồi quay lại cũng không muộn. Phía nhà họ Ôn vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ, đừng để bản thân chịu đựng quá sức. Nghiên Thời Thất gật đầu đáp. Anh dễ yên tâm. Vậy anh chị đi trước. Lãnh Dịch Trì chào Lôi Duệ Tu đang rảo bước về rồi, cũng rời bệnh viện hối nhân trước. Gần 8 giờ sáng hôm đó, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cũng rời bệnh viện. Họ vẫn mặc quần áo dự tiệc hôm qua. Bệnh tình của Ôn Tranh cần điều trị lâu dài. Cô định quay về căn hộ ở Cảnh Sơn để chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết, đến bệnh viện trực chiến lâu dài với Ôn Tranh. Nếu không có gì bất ngờ, thì người nhà họ Ôn cũng sắp đến rồi. Tại bãi đỗ xe, vừa ngồi vào ghế lái phụ, Nghiên Thời Thất không nhịn được mà thở dài nặng nề. Cảm xúc căng thẳng suốt một đêm cuối cùng cũng thả lỏng, kèm theo đó là sự mệt mỏi, bi thương tràn ngập trong lòng. Vì Ôn Tranh, cũng vì chính bản thân cô. Tần Bách Duật tiện tay bật điều hòa, ghé mắt, nhìn vẻ ủ rũ hiện lên nơi khóe mắt và đuôi lông mày của cô. Anh nhẹ nhàng ôm cô một lúc, hôn lên đôi môi mềm. Về nhà ngủ một giấc, dù muốn làm gì, cũng phải có sức khỏe trước đã. Nghiên Thời Thất ngước lên trong lòng anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh đang phản chiếu gương mặt tiều tụy của chính mình. Cô vươn tay xoa khóe mắt, chu môi hôn cảm anh. Anh nói xem, khi nào người nhà họ Ôn sẽ tới? Thật ra cô đang chăn trở về chuyện này cả đêm, cũng âm thầm chờ đợi suốt cả ngày. Đáng tiếc, trong hoàn cảnh nguy cấp như tối qua, người nhà họ Ôn lại không lập tức chạy tới bệnh viện thăm Ôn Tranh. Nghiên Thời Thất cay đắng nghĩ, chẳng lẽ bởi vì Ôn Tranh nói không muốn gặp nên họ thật sự không đến sao? Cô con gái đã mất 5 năm còn sống sờ sờ quay về với dáng vẻ tái nhợt yếu ớt. Chẳng lẽ trong mắt ba Ôn mẹ Ôn không có một chút dao động nào hay sao? Mục Nghi đang canh chừng ở nhà họ Ôn. Có tin tức sẽ báo lại ngay cho chúng ta. Em đừng nghĩ nữa, ngủ trước đi. Về đến nhà anh gọi em. Rõ ràng anh không muốn nói nhiều về chuyện của nhà họ Ôn, hoặc anh không muốn cô suy nghĩ quá nhiều về họ. Có lẽ là vì họ không xứng đáng. Nghiên Thời Thất liếc nhìn anh, mỉm cười tự nhiên, gật đầu như thật. Cũng đúng, hôm qua vừa nhìn thấy Mục Nghi xuất hiện ở ngoài vườn cây, còn cản ba mẹ em lại, em biết anh đã sớm sắp xếp chuyện này. Cô nói rồi ngả người lên lưng ghế, xoa xoa gáy. Tối hôm qua ở nhà họ Ôn có lẽ là buổi tối căng não từ trước đến nay của cô. Chẳng những phải đề phòng từng động thái nhỏ của Ôn Chi Diên, mà còn phải gặp chiêu phá chiêu. Bây giờ sau khi tinh thần đã thoải mái, cô chìm vào giấc ngủ say theo tiếng động cơ nổ máy. 1 giờ chiều tại chung cư Cảnh Sơn. Ánh sáng buổi trưa chói chang rọi vào phòng khách, ấm áp vô cùng. Nghiên Thời Thất vẫn đang nằm trong phòng ngủ. Tần Bách Duật đứng cạnh cửa sổ, nhận được một cuộc điện thoại từ nhà họ Ôn. Mục Nghi gọi tới thông báo với anh rằng vợ chồng nhà họ Ôn đã lên đường đến bệnh viện. Muốn biết Ôn Tranh ở đâu không hề khó, dù sao họ cũng phong tỏa tin tức chặt chẽ. Cúp máy, anh đứng trước cửa sổ trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rồi bước vào phòng ngủ mờ tối. Thật ra cả đêm anh không hề chợp mắt. Anh ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ lớp chăn mỏng khẽ nói. Ba mẹ Ôn đã đến bệnh viện rồi. Anh vừa nói xong, Nghiên Thời Thất lập tức giật mình thảng thốt. Sau một lúc phản ứng mới nhớ ra mọi chuyện. Cô nhanh chóng ngồi dậy, động tác hơi gấp gáp, chán đụng vào cằm anh. Họ đi rồi à? Đã đến chưa? Tần Bách Duật dịu dàng xoa chán cô, ôm lấy bờ vai của cô rồi đáp. Không cần vội vàng, họ vừa xuất phát, chưa đến nơi. Nghiên Thời Thất thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng phát dậy, dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt chải đầu, kéo anh ra ngoài.
chưa cần phải vội, ăn lót dạ đã. Nhiên thời thất bị anh kéo lại, lập tức bị dẫn vào phòng bếp. Thức ăn xào xong được hâm nóng trên bàn, chân cô khựng lại 2 giây, rồi liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Có phải anh không nghỉ ngơi chút nào đúng không? Lúc họ về đến chung cư Cảnh Sơn đã hơn 8 rưỡi, bây giờ là 1 giờ chiều, thức ăn vẫn còn nóng, phòng bếp còn phảng phất mùi thức ăn, rõ ràng vừa nấu xong chưa lâu. Cô đau lòng nhìn anh, ngón tay đặt lên người anh, khẽ nhúc nhích, sau đó cô vuốt ve gương mặt anh. Để anh ở bên em thế này, vất vả quá. Tần Bách Duật nhìn nét mặt đầy vẻ áy náy của cô, nhếch đôi môi mỏng, rồi nhẹ nhàng véo gò má của cô. Không cần khách sáo với anh như vậy. Sau khi ăn xong cơm trưa, cô và anh gấp rút đến bệnh viện. Qua trưa, trời nổi gió, vài đám mây nhạt màu bay lượn lờ trên bầu trời. 2 giờ 20 phút chiều, họ và ba mẹ Ôn gần như đến bệnh viện Hối Nhân cùng một lúc. Bên ngoài bãi đỗ xe, Nghiên Thời Thất vừa khép lại áo gió bước xuống, đang muốn quay về phía sau lấy đồ dùng chuẩn bị cho Ôn Tranh, thì có tiếng gọi khẽ khàng vang lên từ sau lưng. Nghiên, Tiểu Thất à? Dù bà thay đổi cách xưng hô rất nhanh nhưng rõ ràng định thốt lên gọi cô Nghiên theo bản năng. Động tác của Nghiên Thời Thất hơi chậm lại, cô xoay người nhìn thấy Đoan Mộc Lam Nhã. Bà vẫn mang dáng vẻ đoan trang, trên người mặc áo khoác ngoài màu nâu nhạt, dài đến mắt cá chân. Mép áo bị gió thổi tung, bà đứng cách đó không xa, mở đôi mắt đỏ ửng nhìn về phía cô. Bà Ôn. Nghiên Thời Thất gật đầu chào hỏi, không có bất cứ cảm xúc nào, bình đạm như nước. Cô nhìn ra phía sau Đoan Mộc Lam Nhã thì trông thấy Ôn Tĩnh Hoàng đang đứng cách đó vài bước chân, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, cách một khoảng không đối mặt với cô. Tiểu Thất, mẹ muốn vào trong thăm Tranh Tranh, phiền con đưa mẹ qua được không? So với bà chủ nhà họ Ôn, đoan trang mạnh mẽ ngày hôm qua, Đoan Mộc Lam Nhã hôm nay lại tỏ ra rất cẩn trọng. Có lẽ là không biết nên đối mặt với cô con gái trước mặt thế nào. Cho dù gọi cô là Tiểu Thất, thì trong giọng nói cũng vẫn có sự xa cách. Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ, vẫn còn chưa trả lời, thì Tần Bách Duật bên cạnh đã đóng cửa sau xe, đi đến gần cô. Anh gật đầu coi như chào hỏi Đoan Mộc Lam Nhã và Ôn Tĩnh Hoàng, không nói nhiều mà chỉ duỗi cánh tay ôm lấy bả vai của Nghiên Thời Thất, nhìn về phía tòa nhà cho bệnh nhân nội trú. Vào trong thôi, ngoài này gió lớn. Nghiên Thời Thất đáp lại một tiếng, lúc quay đi còn liếc nhìn ánh mắt nóng rực của Đoan Mộc Lam Nhã mấp máy môi. Bà Ôn, bà đi theo tôi. Cô không biết chắc chắn liệu Ôn Tranh có bằng lòng gặp bà hay không, nhưng đưa họ đến phòng bệnh là điều xuất phát từ lễ nghĩa căn bản. Nói cho cùng thì chuyện của nhà họ Ôn nhất định phải làm cho ra nhẽ, tránh né không gặp cũng không phải là kế sách lâu dài. Trước cửa phòng VIP nhìn từ xa, có vẻ Lôi Duệ Tu đang trò chuyện với bác sĩ điều trị chính trong hành lang. Theo bước chân tới gần của họ, Lôi Duệ Tu liếc mắt nhìn, anh nói vài câu ngắn gọn với bác sĩ rồi đi đến tiếp đón. Nhìn túi giấy Tần Bách Duật xách trên tay, anh khẽ nhướng mày. Trong này có đủ mọi thứ rồi. Ngụ ý chính là thừa thãi. Nghiên Thời Thất mỉm cười, lên tiếng giải thích. Đây đều là những vật dùng hàng ngày của Ôn Tranh, có lẽ chị ấy quen dùng chúng hơn. Lôi Duệ Tu mím khóe môi không trả lời, trông thấy ông bà Ôn đi sau lưng họ, ánh mắt anh lập tức lạnh đi mấy phần. Anh nhìn Ôn Tĩnh Hoàng trầm giọng nói. Ông Ôn đến để nói chuyện cho rõ ràng à? Từ tối qua đến giờ, đôi vợ chồng này mới xuất hiện trước mặt Ôn Tranh. Liệu có phải đã xác định sức khỏe của Ôn Tranh không đáng lo, nên mới bớt chút thời gian đến thăm cô con gái, không thể làm họ hãnh diện, đang nằm trong phòng bệnh. Trong nơi sâu thẳm lòng mình, Lôi Duệ Tu không mấy đồng tình với cách xử sự thiên vị quả đáng của ông bà Ôn. Trong mắt anh, Ôn Tranh là một cô tiểu thư vô giá. Người phụ nữ nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng cất giấu nhiều mưu mô như Ôn Chi Diên là cái thá gì. Lúc này, đối mặt với lời chất vấn đột ngột của Lôi Duệ Tu, nét mặt Ôn Tĩnh Hoàng lập tức lung túng, cứng ngắc. Ông ta hơi mỉm cười, tiến lên phía trước một bước, đối diện với ánh mắt với Lôi Duệ Tu. Tôi là ba ruột của Tranh Tranh, nhất định tôi sẽ cho con bé một lời giải thích công bằng. Bây giờ con bé sao rồi?
Nghe vậy, Đoan Mộc Lam Nhã đứng bên cạnh cũng vội vàng tiến về phía trước, nét mặt hiện ra vẻ lo lắng. Đúng vậy, Chanh Chanh không sao chứ? Có lẽ trên thế giới này thật sự không có người ba người mẹ nào lại không thương đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Nhưng chắc chắn có tồn tại những người ba mẹ thiên vị. Hai vị này chính là như vậy. Nghiên Thời Thất nhìn ông bà Ôn thật chăm chú. Cô không nán lại lâu, kéo Tần Bách Duật vào phòng bệnh trước. Cô cũng cần phải hỏi ý kiến của Ôn Tranh trước, xem chị ấy có muốn gặp họ không. Hành lang của khu phòng bệnh cao cấp rất yên tĩnh. Lôi Duệ Tu chắn trước mặt ông bà Ôn, nhìn bọn họ không chớp mắt. Đặc biệt là khi bắt được nét nôn nóng trên gương mặt họ, anh khẽ bật cười, ánh mắt có chút mỉa mai. Hai vị phụ huynh lo lắng, nhưng cách một khoảng thời gian lâu như vậy mới đến. Đó là vì tin chắc cô ấy sẽ bình an, hay căn bản chẳng hề quan tâm. Gò má nhuốm dấu vết năm tháng của Ôn Tĩnh Hoàng lập tức đỏ bừng. Bị người có tuổi tác bậc con cháu chất vấn như vậy, ông ta mất sạch thể diện, nhưng lại không tìm được cớ nào để phản bác. Mắt Đoan Mộc Lam Nhã đỏ ngầu nhìn sang hướng khác, cắn răng kìm nén cảm xúc. Đúng là họ tới muộn, nhưng không phải cố ý, mà là bọn họ đã đi điều tra rất nhiều chuyện. Cậu Lôi, Chanh Chanh là con của chúng tôi, không ai quan tâm con bé hơn chúng tôi. Ôn Tĩnh Hoàng giận dữ vì phong độ và đạo đức nên không nói ra những lời quá kích động. Đôi mắt sâu thẳm âm u của Lôi Duệ Tu ẩn chứa nét dữ tợn. Lúc đối mặt với Ôn Tĩnh Hoàng, như có tia lửa vô hình lóe lên. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng bệnh phía sau bật mở, Nghiên Thời Thất chậm rãi bước ra. Cô đứng trong hành lang, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Đoan Mộc Lam Nhã và Ôn Tĩnh Hoàng. Mời hai vị vào. Lôi Duệ Tu quay lại nhìn cô, thấy Nghiên Thời Thất gật đầu, anh mới nhướng đuôi lông mày, bước vào phòng bệnh trước. Nếu cô đã muốn gặp thì anh sẽ không ngăn cản nữa. Trong phòng bệnh, mu bàn tay của Ôn Tranh vẫn cắm kim truyền dịch, bởi vì vết thương trên người nên cô chỉ có thể nằm yên trên giường tĩnh dưỡng. Lúc Đoan Mộc Lam Nhã bước vào phòng, chưa kịp quan sát xung quanh thì cặp mắt đong đầy nước mắt kia đã nôn nóng ghim chặt vào Ôn Tranh. Bà che miệng, bước từng bước lại gần, hơi thở run rẩy. Khi chỉ còn cách vài bước chân, nước mắt tuôn xuống như mưa. Chanh Chanh! Bà khó khăn đè nén tiếng khóc của mình, nghẹn ngào lên tiếng. Chanh Chanh! Mẹ đến rồi! Mẹ xin lỗi con! Để con phải chịu thiệt thòi rồi! Nếu như tối qua Ôn Tranh đột nhiên xuất hiện, làm bà mừng rỡ như điên, thì giờ phút này, nhìn Ôn Tranh yếu ớt nằm trên giường bệnh lại khiến tim bà đau như dao cắt. Đều là máu mủ của bà đều thương yêu. Chỉ là bà dùng sai cách mà thôi, bà cũng xót xa chằn chọc cả đêm. Vì sao gia đình bốn người hạnh phúc lại trở nên như vậy? Bởi vì từ nhỏ Tranh Tranh bướng bỉnh, không thích tranh giành, hay bởi vì Diên Diên quá nổi bật nên mới tạo ra sự bất công thế này? Thậm chí bà còn nhớ lại vụ tai nạn năm ấy. Bà khóc đứt ruột, ôm thi thể Chanh Chanh gào thét, mong cô quay về. Chỉ cần cô chịu quay về, bà nhất định sẽ không dùng chuẩn mực của con nhà quyền thế ép cô vào khuôn khổ duyên dáng nết na mà đay nghiến cô. Nhưng đêm qua, Chanh Chanh thật sự quay về, bà lại làm gì? Nhớ đến tất cả mọi chuyện, Đoan Mộc Lam Nhã càng khóc đau lòng hơn. Bà khom người đến gần Ôn Tranh, muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô thì lại bị nỗi đau âm ỉ kia, làm cho chùn bước. Cả phòng bệnh không có ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của Đoan Mộc Lam Nhã. Lúc này, nằm trên giường bệnh, tận mắt nhìn thấy người mẹ tao nhã của mình khóc sướt mướt. Ôn Tranh càng thở gấp hơn, nghiến răng như muốn dằn xuống nỗi xót xa trong đáy mắt xuống. Hết chương 500.